sao có chim mình đúng không? Không chim mình được thì anh nhưng mà chim mình không có con sai là gì có nghĩa là em dịch từ tiếng Việt sang hết dùng dịch từ tiếng Việt dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đưa học với mọi người à. Cái gì? Tôi không biết rồi. Thầy cái năm lúc của em